Hello các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái làm cái lọc ống nha. Thì cách làm đó mình mua một cái ống vừa với mình cảm giác thì vừa với cái hồ của mình nha. Xong mình khoan giống như một cái lọc kia đó, nhưng mà lọc này mình đặt cái máy bơm ở trong nha. Này có máy bơm thì mình khoan một cái này ở dưới. Dưới lên thì cái này là để truyền nước vào. Còn một cái ống này ở trên thì để truyền nước ra. Nguyên tắc hoạt động là gì vậy? Rồi ở trong này là gì? Đây là một cái máy bơm nha các bạn. Đấy, máy bơm để bơm nước lên cái lọc trang. Đây các bạn. Thôi mình mới gỡ ra nha. Thì mình để mình đổ nước ra nha. Trong đây mình chỉ để mấy cái bông lọc thôi. Đó. Rất là dơ luôn không? Đây ở trong này. Như đơn giản thôi, cái này thì mình máy bơm nè. Máy bơm mình tùy theo cái ống thì mình làm cái máy bơm kích cỡ nha các bạn. Rồi này thì mình cái dây này mình chế là cái công tắc luôn. Đầu ghim. Thì cái này mình lúc mình chế thì mình cái này cái dây của máy bơm thì mình cắt ra nha. Xong rồi mình chế được ha. Rồi ngay chỉ cho mình đẩy lại nước thì nó từ trên này, từ này nè, hút từ cái hồ nó xuống đây và cái này nó lên máy này là bơm nè. Rồi nó bơm ngược lên. Này, xả lên nó lọc tràn trên nha. Rồi đây mình gáp vô cái mình bơm cho các bạn xem nha. Giờ mình tiến hành bỏ mấy cái bông lọc luôn nha các bạn. Nè, mấy bông lọc này bỏ càng càng nhiều á thì nó lọc cặn bã anh lại càng nhanh nha. Đó, xong rồi mình bỏ bông lọc rồi mình để lại nha. Mình làm mấy cái khóa nha các bạn nha. Mấy cái khóa nữa. Đây làm rất đơn giản luôn. Rồi đây mình có khóa nè. Khóa lại đó. Không. Khóa lại. Xong nhưng mà dễ dễ không. Rồi mình nhìn vô mình tắt nước cho các bạn xem nha. Đây bên ở trên thì mình cũng có làm một cái mấy cái thang mấy cái viên để cho nó vi sinh sống. Rồi bây giờ mình gắp vô một cái như thế này. Rồi này nó có hai cái ống nè. Đây ống là ống để cho nước hút nước nè. Mình bỏ vô. Xong anh muốn mò nước không? Đây là cái ống dưới không này. Mò nước không? Mò nước là mình chỉ cần hút. Đó. Hút xuống nha. Đó, đâu. Giờ cách mò nước nè. Đó. Nước đang chảy xuống, nó dồn cái không khí lên. Thank you.
Đây là những cái vật liệu lọc nha các bạn. Khi nào mà nó không còn sủi bọt lên này cho mình bắt đầu bơm nước nha. Đây là hồ cá rồng nha, đây mình mới vệ sinh nha các bạn, mình chơi tự chế ngoài các bạn, đây là rất là trong luôn nha các bạn, cực kỳ trong đó đó đó. Lại như này nó lên hết hết bọt này mình thì cái mực nước đây nè, hai cái này nó sẽ bằng nhau, nước ống và nước trong cái hồ nó bằng nhau thì mình đồn bật cái máy bơm đó, rồi bật máy bơm này đấy, thì lúc đầu nó chưa có ổn định nha, thì mình bật tắt vài lần đây. Mình có công tắc đây nè, đó bắt đầu nước chảy mạnh rồi đó, rồi mình làm cái trên nữa nè, đó các bạn, thấy không? Nên là nó chưa ổn định, họ nó ổn định rất là nhanh nha, nó rất là mạnh nha các bạn. Đây còn ở trên này mình chế nè, ống nè, không ống này để thôi luôn nè, đó nha các bạn, bây giờ nó mạnh lên nè, nó mạnh lên nè, đó rất là mạnh, đó không tạo ống thôi luôn mà tạo oxy luôn nha mày, nhớ không? Này là tại mình mới vệ sinh hồ rồi mình rửa cái lọc các bạn nên nó hơi nhìn hơi dơ nha, nhưng mà nếu mà chạy khoảng 2 tiếng nữa này nó trong 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 vắt luôn đó. Rồi tạm biệt các bạn nha, nếu các bạn hay thì nhớ like đăng ký chia sẻ để nhận video tiếp theo về, chào tạm biệt các bạn. Cá nước sạch thì cá đẹp luôn các bạn. Rồi ok, tạm biệt các bạn.